truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và anh em và các bác đang được thưởng thức chất âm của một con DAC. Đấy, qua một con dây đèn, rồi từ dây đèn chúng ta xuống trực tiếp âm ly luôn. À, anh em đang nhìn này. Đây. DAC đây, em tăng hết volume này. Đây là dây đèn anh em nhé, đây là một con dây đèn. Ở đây là một con DAC, DA800. Đây là một con DAC đầu giải mã âm thanh 32 bit, con này mới về hàng anh em ạ. Dạ vâng, ok. Thì vừa xong là một đoạn test ngắn trước khi vào cái nội dung chính ngày hôm nay. Đấy, là hôm nay thì em có về rất là nhiều những cái đầu giải mã anh em nhé. Về được hôm nay về được cả con DA832 bit này, đã cháy hàng này, đợt cuối năm nay 2023 chuẩn bị sang 2024 bên em lại tiếp tục về được hàng. Đấy, hay là một con dây đèn chỉnh bát chép anh em nhé. Ngoài ra con này có cả Bluetooth luôn anh em ạ, có Bluetooth luôn. Thì từ nãy anh em sẽ đi sâu hơn một chút này. Hôm nay thì về đem được cả con DA500U. Con này nếu mà anh em và các bác nào mà không muốn sử dụng DAC đi, hoặc là anh em đang sử dụng con này rồi, anh em muốn sử dụng thêm Bluetooth nữa, anh em sắm cho em thêm một con dây đèn này nữa vào, đảm bảo cực kỳ hay. Đấy. Thì ok. Thì ngoài ra bên em về được cả con 609B nữa anh em nhé, con DAC 609B. Anh em mà khách quen nào mà đang đặt hàng bên em rồi thì nếu mà xem được cái video này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio để đặt hàng con 609B nhé. Đấy, con 609B thì hiện tại em đang để ở chi nhánh ngoài Hà Nội. Đấy, nên là chi nhánh ở trong Sài Gòn này hiện tại là đang chưa có hàng ở đây. Nên là nếu mà anh em nào ở trong Sài Gòn, anh em muốn đặt hàng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi trực tiếp từ Hà Nội ra cho anh em luôn. Đấy, đến tận tay anh em nhận hàng thanh toán. Ok, còn hôm nay thì vẫn vào được những cái con DA800. Con này là một con bản 32 bit anh em nhé. Bản 32 bit. Đấy, con này thì đã quá quen thuộc với anh em. Đợt trước có đặt hàng với em mà cháy hàng rồi này. Đây, đập hộp luôn cho anh em nhìn. Đập hộp luôn cho anh em nhìn. Con này thì em đang kết nối. Đây này, con em đang kết nối này. Em thấy không? Đấy, em đang kết nối. Em đang kết nối nên là nó cầm quay ra sau nó rất là khó. Quay ra sau rất là khó. Đấy, nên là em đập hộp luôn cho anh em nhìn. Ở đây thì chúng ta anh em có thể thấy là một bộ phụ kiện đầy đủ. Thì sẽ có một con DAC này, một cái dây USB này. Con này có thể giải mã USB luôn anh em nhé. Một dây Bluetooth thì em cứ xoắn luôn vào đây cho nó tiện này. Đấy, một củ nguồn anh em nhé. Rồi hết rồi. Đóng tạm hộp vào để cho nó gọn nào. Video này thì nó khá là dài. Video này em sẽ nói chuyên sâu về từng con một. Nên là anh em nào mà đang tìm kiếm một con DAC để anh em có thể chơi dịp Tết này thì đừng bỏ qua cái video của em ngày hôm nay. Đấy, đây. Đây là dây Bluetooth, cái củ nguồn đây này. Củ nguồn chính hãng của Zinet luôn anh em này. Đợt này về được cũng khá thôi, không có nhiều đâu anh em nhé. Đấy, rồi ok. Nếu anh em nào mà đang tìm kiếm một con DAC với phân khúc gần 3 triệu đồng thì đây là một con DAC giải mã 32 bit, tần số lấy mẫu lên tới 384 kHz. Và con này có hỗ trợ Bluetooth bằng LDAT anh em nhé. Đấy, hỗ trợ chơi chất lượng cao trên LDAT. Đấy, hay là hỗ trợ DSD nhạc sống. Hỗ trợ nhạc sống DSD 512. Con này thì là một con DAC với phân khúc không quá cao. Hầu như là anh em nào cũng có thể chơi được với phân khúc 32 bit. Đấy, như những con thông thường như này thì nó chỉ là có 24 bit thôi anh em nhé. Đây là một con cùng hãng của Zinet luôn này. Đấy, thì tí nữa em sẽ nói con này sau. Mình sẽ nói từng con một. Đấy, con này thì sản xuất chính hãng tại Singapore luôn anh em nhé. Con này thì có model sản phẩm là DA800 Made in Singapore. Nếu mà anh em nào mà đang tìm kiếm một con DAC để giải mã chất lượng nhạc qua Bluetooth thì anh em cũng có thể chơi con này. Đấy, hoặc là anh em muốn lấy tín hiệu trực tiếp từ cổng quang ra, từ TV ra đây này thì cũng có luôn. Và anh em nào muốn chơi nhạc trực tiếp ở trên laptop thì cũng có thể chơi con này luôn. Hoặc là anh em cũng có thể chơi bằng cái dây USB này này. Cái dây USB này là một cái dây bản hãng người ta tặng kèm luôn cho anh em và các bác. Thì cái dây này thì theo em thì nó khá là xịn sò. Cái này thì nó được bọc cả thêm một cái lớp gọi là lớp vải bò này anh em này. Rất là xịn để nó chống gãy, chống gập cho anh em đấy.
Đây là chuẩn 3.0 anh em nhé. Đây là jack chuẩn 3.0, rất là xịn. Để mà nói cái dây bản hãng người ta tặng kèm cho anh em rất là xịn. Đây là truyền tín hiệu, nó không phải như dây sạc thông thường đâu anh em, nhìn nó rất là giống dây sạc đúng không ạ, nhưng mà dây sạc nó chỉ truyền điện, còn ngược lại dây truyền tín hiệu thì nó phải là chuẩn 3.0 đấy. Ok, bây giờ em sẽ gọi là thử cho anh em này. Cái cổng USB của cái con DA800 này nó lại chuẩn Type-C, nên là sẽ ra maximum luôn cho anh em. Đấy, nó ra tần số cao nhất. Nếu mà anh em chơi bằng cổng USB, anh em có thể nhìn chữ USB ở đây. Ở đây sẽ có cổng optical và cổng coaxial. Ngoài ra còn có thể thêm dầu Bluetooth. Có nghĩa là con này có 4 chuẩn vào. Một là chuẩn USB, 2 là chuẩn Bluetooth không dây, 3 là chuẩn optical và 4 là chuẩn coaxial. Ngoài ra con này có thêm một cái ưu điểm nữa anh em nhé, là con này có chuẩn ao quang. Có chuẩn ao quang, có nghĩa là kể cả anh em kết nối Bluetooth vào đây mà anh em muốn xuất ra quang để anh em ra thêm một con vang nữa cũng có thể sử dụng được. Đấy, chúng ta có thể ra hai thiết bị cùng một lúc anh em nhé. Con này rất là hay ho luôn. Nó để mà nói thì với phân khúc tầm gần 3 triệu đồng, chưa tới 3 triệu đồng anh em ạ. Con này chuẩn giá của nó là 2.850.000 đồng. Ngoài ra bên em còn tặng kèm cho anh em một sợi dây quang của Hitachi nữa. Tặng kèm cho anh em nhé. Có nghĩa là cái sản phẩm này bản hãng người ta không tặng kèm cho anh em, nhưng mà bên cửa hàng em tặng kèm cho anh em. Đấy, tặng kèm cho anh em và các bác, để anh em và các bác có thể gọi là có sợi quang xịn hơn. Đấy, đây, cái đầu này chúng ta có thể cắm trực tiếp vào laptop anh em ạ. Cái anh em nào mà muốn xem kỹ về cái video này thì em có một cái video chuyên về test kỹ về con DA800 này. Vì trong hôm nay thì em có lên cho anh em cả dây đèn này, lên cho anh em cả con DAC DA500U, nên là nó sẽ hơi bị lâu một chút, nên là em sẽ không test chi tiết cái con này qua laptop. Còn trong em có test cho anh em qua laptop một lần rồi đấy ạ, rất là hay ho luôn. Đấy, ngoài ra con này thì anh em cũng có thể chơi bằng điện thoại được, anh em có thể chơi bằng iPhone hoặc là Samsung. Đây, nó có hai cái chuẩn, hai cái đầu OTG như là Samsung và iPhone như này. Anh em thử nhìn đây. Đấy, như chuẩn này anh em có thể cắm vào iPhone này, chúng ta có thể cắm vào đây. Anh em cắm vào đầu cổng iPhone hoặc là Samsung, anh em cũng vậy, anh em cũng cắm vào đây. Đây là nó là cái cổng OTG chuẩn 3.0 anh em nhé. Anh em thấy không ạ? Chuẩn màu xanh là 3.0. Đấy, chúng ta có thể cắm trực tiếp vào điện thoại để anh em có những cái file nhạc chất lượng cao, anh em tận dụng cái file nhạc đấy. Anh em chơi cũng rất là hay. Đây này, như cái chuẩn như này, anh em cắm vào này. Đấy, rất là hay luôn. Đây này. Ok, thì đấy là nôm na là em giới thiệu qua cái chức năng của nó. Cái vỏ con này thì hoàn toàn bằng nhôm phay xước anh em nhé. Vỏ con này hoàn toàn bằng nhôm phay xước, rất là đẹp. Con này thì em về này được có 20 con thôi, nên là anh em nào mà muốn đặt hàng con này thì liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Auto đặt hàng anh em nhé. Ok, rồi tiếp theo đến là một con dề đèn. Con dề đèn này thì đã em bán rất là chạy anh em ạ. Con dề đèn em bán rất là chạy. Đây em sẽ test thử cho anh em nhé. Tăng giảm volume được này anh em này. Ok, đầu tiên là chuyện tăng giảm volume. Tiếp theo là tăng giảm bass. Tăng giảm bass. Rồi ok. Này. Em thấy không? Giảm bass này. Rồi, bây giờ tăng chép này. Đó. Nó gọi là để mà nói chuẩn ra nó là một con tiền khuếch đại âm thanh em ạ. Nó là một con tiền khuếch đại âm thanh. Đấy, với mức giá tầm 1.350.000 đồng. Ui giời, sờ vào cái bóng này bọc luôn anh em nhé. Đây là một, nó chạy sẽ gọi là con này nó sẽ có cả Bluetooth anh em ạ. Có nghĩa là nếu mà anh em và các bác nào mà đang sở hữu một con DAC không có Bluetooth đi, anh em cũng có thể gọi là mua thêm con này về để anh em lấy Bluetooth của con này cũng rất là ok. Đấy, gọi là không cần nhất thiết phải mua một con Bluetooth quá cao. Đấy, con này thì cũng sản xuất chính hãng tại Singapore luôn anh em nhé. Đây anh em thử nhìn đây. Đấy, con này thì có series sản phẩm là GT507D. Đấy, có số đi về Make in Singapore này anh em này. Vỏ hoàn toàn được làm nhôm phay xước. Đấy, anh em thấy không? Con này rất là đẹp luôn.
Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Thì cái bảng test thì em có test cho anh em ở đây. Đây. Đó. Ok, tiếp theo đến là con cuối cùng. Con này giá 1.350.000 anh em nhá. Con dề đèn của Zinet luôn. Chính hãng Zinet, tất cả những cái hàng chính hãng của Zinet thì bên em đều bảo hành cho anh em 1 năm. Được chưa? Tất cả đều bảo hành cho anh em 1 năm. Con DA800 này giá là 2.850.000 này anh em này. 2.850.000 nha anh em nhá. Ngoài ra được tặng kèm cho anh em và các bác thêm một sợi dây quang của Hitachi. Đấy. Em đang bật nhạc đây, tự nhiên nó bị tắt nhạc đây. Đây, đang bật nhạc trực tiếp ở trên tivi luôn anh em ạ. Em đang lấy nhạc trực tiếp ở trên tivi ra luôn. Em thấy không? Lấy trực tiếp qua cổng quang học. Đây. Từ DAC chúng ta xuống dây đèn, anh em thấy không? Từ DAC này, dây này, xuống dây đèn, xong từ dây đèn, đây sẽ có cổng out ở đây. Chúng ta sẽ xuống trực tiếp âm ly. Đấy, từ âm ly sẽ ra loa. Đấy, thì đấy là cái cách chơi. Anh em nào mà đang chơi kiểu âm thanh nhạc số thì không còn lạ gì cách chơi này nữa rồi. Để mà nói cách chơi rất là hay. Đấy. Ok, tiếp theo đến em muốn giới thiệu cho anh em và các bác là một con DA500U. Từ em tắt cái nhạc này đi. À, ok, để nói cho anh em nghe nó rõ hơn. Đây là con DAC500U, từ này tiếp tục về hàng em nhé. Con này thì 850. Con này cũng chơi được cả USB. Ngoài ra con này có rất là nhiều các cái chức năng anh em ạ. Con này có điều khiển remote này anh em này. Em sẽ bỏ con này ra. Em bỏ con DA800 ra. Có remote điều khiển nha anh em nhé. Có chơi được bằng USB luôn. Đấy, có củ nguồn đi kèm. Tặng kèm cả cho anh em dây quang. Đây, đầy đủ luôn. Nhưng mà con này bị cái là không có Bluetooth anh em ạ. Nhưng mà con này có chơi để chơi bằng USB này. Nếu mà anh em mà không quan trọng quá về cái Bluetooth. Nhưng mà con này có một cái thêm một cái chức năng là con này có chỉnh bass anh em nhé, tăng giảm bass này. Đấy, anh em nào mà muốn biết sâu về con này hay muốn đặt hàng con này liên hệ trực tiếp với em. Con này cực kỳ hay luôn anh em nhé. Đây, ngoài ra thì đằng trước của nó sẽ có thêm núm chỉnh volume tăng to nhỏ. Có hai cổng out, cổng out 3.5 AUX này và cổng out bằng RCA. Con này có mắt thần, anh em sẽ thấy mắt thần ở đây. Bật ở đây, chuyển chế độ ở đây. Đây, bật ở đây này. Anh em thấy nút bật không ạ? Chuyển chế độ ở đây. Đấy. Đây, còn cái điều khiển nó đây anh em. Cái điều khiển của nó đây. Có thể cắm trực tiếp USB vào đây. Đây đây này, có thể cắm trực tiếp USB vào đây để anh em chuyển bài này. Tăng ra tăng à, tắt tiếng này. Tắt, có thể tắt trực tiếp ở trên con DAC này. Tăng giảm volume trên trên điều khiển này. Đấy, tăng giảm bass trên điều khiển này anh em này. Tăng giảm bass trên điều khiển, chuyển chế độ này, USB này, optical và coaxial. Con này cực kỳ hay luôn, con này em bán chạy lắm. 850.000 đồng cho bộ. Con này thì giải mã 24 bit anh em nhé. Con này thì không bằng con DA800 được. Vì dòng DA800 là dòng 32 bit. Tần số của con này là 384, còn con này là 192. Đấy. Để nó mà nói thì không thể so sánh được à, hai con chênh lệch với nhau thế được. Vì hai con nó cũng chênh nhau về giá, chênh nhau về chất lượng. Đấy, nên là không thể so sánh được cái kiểu đấy. Nên là anh em nào mà nhu cầu anh em sử dụng gia đình thôi, đúng không ạ? Thì anh em có thể sử dụng con này. Đấy. Hoặc là anh em nào muốn chơi chuyên nghiệp hơn một chút thì anh em sử dụng con này. Nếu mà dàn của anh em có những cái âm ly nó vài chục triệu, hay là có những con âm ly lên tới vài trăm triệu, thì anh em nên chơi những cái con này để nó khai thác hết được cái chất lượng nhạc. Có anh em nào mà chơi những con âm ly bãi chẳng hạn, chơi con âm ly dàn cổ, thì em chơi con này rất là hợp lý anh em nhé, chơi con này rất là hợp lý. Đấy, ngoài ra thì em cũng xin thông báo luôn là con DAC Zinet 609B bên em đã tiếp tục về hàng anh em nhé. Đấy, cũng dề đèn cũng về hàng luôn, 1.350.000 đồng. À, dề đèn là 507D. Đấy, 1.350.000 đồng. Hỗ trợ anh em và các bác lấy dây AV. À, đây có một cái nhỏ nhỏ này, anh em nên lưu ý khi anh em mua con DA800 của bên em, DA800 này này, thì bên em sẽ hỗ trợ anh em một là lấy dây AV, hai là lấy dây quang. Anh em sẽ chỉ được chọn một trong hai thôi anh em nhé, chọn một trong hai thôi. Đấy, còn khi anh em mua kèm thì bên em sẽ vẫn hỗ trợ giá cho anh em. Bất cứ anh em lấy sản phẩm DAC nào thì bên em vẫn hỗ trợ giá cho anh em lấy dây AV của Hitachi với mức giá là 200.000 đồng. Đấy,
kể cả con 850 hay là con 3,2 triệu hay là con 350 hay là con 650, 750, bên em đều hỗ trợ giá cho anh em lấy dây AV với mức giá là 200.000 đồng. Đấy, để anh em cắm trực tiếp xuống âm ly. Đấy, đây này, nói đây cho anh em dễ hiểu này. Cái này đường này là cái dây tín hiệu AV này nó cũng rất là quan trọng để anh em cắm trực tiếp từ cổng ao, từ con DAC chúng ta xuống trực tiếp âm ly. Đường này chúng ta xuống âm ly này để anh em xuất nhạc ra. Đây, từ TV vào đây này hoặc là từ laptop vào đây này. Đấy, thì đây là đường vào, còn đây là đường ra. Đấy, nếu mà anh em có rồi thì thôi, không sao cả. Đấy, ok. Thì đấy là một cái em thông báo ngày hôm nay. À, anh em nào quan tâm, à đây, có một cái nhỏ nhỏ lại quên anh em. Có một cái nhỏ nhỏ nữa. Đây, xin báo giá luôn cho anh em hai cái cọc OTG của thằng iPhone và thằng Samsung anh em nhé. Thằng iPhone thì có mức giá là 180. iPhone, dây OTG iPhone 180 và OTG của Samsung có mức giá là 250 anh em nhé. 250. Đấy, đấy là giá khi anh em mua kèm đấy ạ. Còn khi anh em mua lẻ, bên em còn cộng thêm ship nữa. Đấy, đấy là giá mua lẻ. Đấy, ok. Anh em nào mà muốn đặt mua DA800 liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Auto, hay là DA500U, hay là DA609B, hay là một con dề đèn 507D liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Auto. Đấy, hoặc là có những câu hỏi gì thắc mắc, hay là còn những cái gì mà còn lăn tăn gì về giá hay là về chất lượng, hay là không hiểu gì, không biết cách kết nối như thế nào, liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Auto, bên em sẽ hướng dẫn cho anh em bất cứ lúc nào anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.